Một buổi chiều đầu tuần tại Akala toàn tiếp nhận xe mới rồi các bác ạ. Hôm nay hiện tại bây giờ bên em đang có 3 chiếc xe. Bên cạnh em đây là chiếc MG MG5 này. Chiếc này có qua bên em để phủ gầm các bác nhé. Xe mới tinh này, chưa có biển luôn. Phủ gầm thì bên em đã phủ gầm xong rồi. Còn chiếc này là Kia Sportage. Chiếc này thì làm khá nhiều là dịch vụ. Đầu tiên phải nói đến là dán phim này, dán phim cách nhiệt này. Thứ hai là trải sàn da đây, thì với cái sàn nỉ thì các bác vệ sinh nó sẽ khó khăn, và khi mà mình trải cái sàn da simili như này thì nó sẽ trông sang, nó sẽ đẹp xe hơn và dễ vệ sinh hơn. Và bác chủ có lên dàn âm thanh kèm bộ led nội thất đây, các bác có thể thấy led nội thất, led này nó có thể thay đổi từng cánh nha các bác nhé. Mỗi một vị trí có thể tùy biến được. Và ở bên này là chiếc Kia K3. Chiếc này thì có dán phim cách nhiệt full xe này. Đây, xe mới tinh. Toàn xe mới thôi, ngay toàn xe mới. Chiếc này có dán phim cách nhiệt và bên em đã dán xong rồi. Và lắp vào cái cam hành trình, ghi hình phía trước đơn giản như thế thôi. Nhỏ gọn trên này. Đầu giờ chiều nhẹ nhàng này thôi các bác ạ. Bác nào mà cần làm dịch vụ gì cho xe của mình, các bác có thể qua Akala Thái Nguyên các bác nhé.